Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài nha. Hiện tại thì giờ này cũng 10 giờ trưa rồi cả nhà. Mộ cô Năm rất là vắng khán giả nha. Hôm nay có chị khán giả tới cả nhà. Chị mặc nguyên bộ đồ trắng, cầm trên tay là một bó hoa sen màu trắng. Chị đến viếng mộ của cậu Năm cả nhà. Cái đó là rác hay chị muốn bỏ rác hay sao vậy? À. Em để em cắm hoa tại ở đây nó chịu nước á. Cắm hoa hả? Dạ. Nó có bình chị? Có hả? Có bình, cho có em bình. Xin bình đi. Dạ dạ dạ. Chị ở đâu lên chị? Em ở Buôn Ma Thuột, quê Buôn Ma Thuột á. Buôn Ma Thuột luôn hả? Dạ. Từ 5 năm mất là em ở Buôn Ma Thuột không có đi được. Dạ. Hôm nay lên Sài Gòn mới được đi. Từ Buôn Ma Thuột chị xuống đây luôn. Dạ. Wow, vậy là đi khi nào mà mới tới giờ này mới tới đây chị? Dạ không, em đi bữa nay mà em không có biết đường đi vào đây á. Dạ. Dạ. Yeah. Quý quá luôn, từ Buôn Ma Thuột vào đây. À có ảnh là thờ ở nhà luôn hả chị? Cái này nếu mà có thì chị có thể liên hệ với người nhà xin được mà. Ở cũng có nhiều khán giả lắm á chị, nhiều khán giả giống như chị á, cũng có thờ ở nhà luôn á. Ai cũng thương, ai cũng quý mà từ Buôn Ma Thuột đến đây luôn. Dạ, em thấy chị có đem nước theo nữa. Dạ, em sợ nó chết. Dạ. Chị mua ở đâu, hoa này chị mua ở đâu? Dạ, em thì em mua không, không, chị sao chị không tháo cái bịch ra? Dạ, tháo cái bịch ra luôn đi. Đúng rồi. Nhanh lắm, chiều nó tàn này nè. Dạ, tại vì hoa sen thì nó bông sen. Màu trắng ha. Dạ. Chị cũng mặc. Này năm. Dạ. Chị có gặp cậu Năm ở ngoài khi nào chưa? Dạ không sao, không sao đâu chị, lát nó khô. Thằng Tượng mà chưa được gặp bao giờ luôn. Giờ anh đi mà em không gặp được. Dạ, tiếc. Nhờ anh mới biết hát cải lương, nhờ anh mới biết hát. Ồ, chị biết hát cải lương luôn hả? Buôn Ma Thuột mà biết hát cải lương là quý lắm á. Dạ, chị cứ đẩy gạt này được. Dạ, đúng rồi. Trời ơi, mới đi thăm anh bao nhiêu lần. Dạ, ập, nhan đúng rồi nè. Quý quá luôn, Buôn Ma Thuột mà biết hát cải lương là có lẽ là mến mộ dữ lắm luôn á. Dạ, dạ, em nghe cái lương anh từ nhỏ mà. Từ nhỏ luôn. Nhỏ xíu mà em đã biết anh hát rồi. Dạ. Đến đây em buồn quá trời, em khóc luôn á. Dạ. Thôi thì em hôm. Không phải người thân trong gia đình mà em chỉ là ấy thôi mà anh đây cũng khóc luôn. Dạ. Em buồn quá trời. Chị lấy bên đây nè, lấy nhang lửa bên đây cho nó dễ. Hôm nay chị đến với ai? Đi với ai? Một mình đấy. Cái anh sẽ chở em đi rồi cho em không biết đường vô đây. Em dở đường lắm. Ồ, dạ. Em từ đây này phụ bên đây đi. Dạ. Rồi, chị thắp nhang đi chị. Để lại không gian riêng tư cho chị thắp nhang cả nhà. Chị quỳ lại, chị xuống quỳ xuống ở cả nhà. Thôi để kiếp sau có nhân duyên anh lên đầu thai lại em được gặp anh, nguyện vì gặp Phật xin anh Năm chứng minh tâm lòng của em. Em chưa được đây bây giờ em mới được đi đó, nguyện vì gặp Phật. Mát mẻ mà không thấy trong lành đẹp lắm. Quá quý luôn cô chú anh chị ơi. Ô, nghe chị khấn nguyện mà thiệt lòng em cũng muốn xúc động với chị luôn á. Còn một hai ngày nữa đi nè, em đợi đi ba ngày nữa.
Dạ, ở cậu Năm thì đang ở dưới đây nhưng mà chưa có nấm mộ chị. Có nghĩa là chưa có. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Vậy là chị chưa có gặp chị ở cậu Năm ở ngoài lần nào luôn. Dạ. Em coi ảnh trong tranh với ảnh rồi thôi. Dạ. Em nghe tiếng hát của anh, em mê tiếng hát ảnh mà giờ em lại biết ca biết hát. Dạ. Wow, chị biết hát cải lương luôn. Mà chị có hay đi hát ở đâu không chị? Dạ không. Dạ. Nhưng mà chị biết hát thôi ha. Dạ đúng rồi. Hay là hôm nay chị tới đây chị mình bình tĩnh lại mình hát tặng cậu Năm một đoạn đi. Dạ. Sau anh Năm lên, Năm đem lại ca tiếng hát nữa để cho hát cho bọn bà con cho tụi em nghe nha anh Năm. Em không có nhân duyên gặp anh hồi giờ, nhưng mà nay em có nhân duyên để lên mộ đốt hương cho anh làm cúng cúng. Quý quá luôn, chị vô chị nhắn gửi rồi tâm sự với cậu Năm, chị nói mà em cũng xúc động theo luôn cả nha. Dạ được, được, được chị. Chị cứ tham quan xíu đi ạ. Tham quan nhìn di ảnh, với nói trò chuyện với cậu Năm đi xíu, em hỗ trợ chị ha. Hết 65 ngày ở cõi trần là 65 năm ở trần gian á. Wow, chị dạ. Chị nghĩ là cậu Năm là cõi Phật hả chị? Dạ đúng rồi, anh là người tiên, anh người là tiên. Muốn hát cõi tiên, anh ham mê chơi với cõi trần. Dạ. Anh đi lưu lạc 65 ngày của 65 năm của trần gian. Dạ. Nhưng mà ở bên trên trời là có một năm là một ngày. Dạ. Là có nghĩa anh, là anh dạ. Về lại anh muốn hát cho cõi trời nghe chứ không phải là anh cõi trần mình đâu. Dạ. Cho nên đi sớm đó. Chị nói mà em về vấn đề mà giống như gọi là tâm linh mà cái khó dạ, mà dĩ, lý dạ, giải được rồi. Ha chị? Tại vì em là Phật tử, em hiểu đạo vậy đó. Dạ, dạ. Có nghĩa là chị, theo như chị nghĩ là cậu dạ. Năm là cõi tiên do dạ. Ham chơi thôi. Ham chơi, mê xuống trần gian này. Đúng rồi, đi 65 ngày của cõi tiên mà là dạ. 65 năm. 65 năm của trần gian. Dạ. Dạ, anh là... hát muốn hát phục vụ cho cõi trời á. Dạ. Dạ chứ không phải là cõi đâu, anh đi lưu dạ. Lạc 65 năm thôi. Thì cũng có khán giả nói là cậu Năm là con của Ngọc Hoàng. Còn có cũng có khán giả nói cậu Năm là giống như là, người hát về dạ. Nhân quả kinh nhân quả ba đời đó. Dạ. Đó là nhân quả nó có thật đó. Hay quá. Em theo em thì em cũng nghĩ như vậy á cả nhà. Từ ngày mất nay mấy chục ngày mà nay em mới được tới đây nữa. Dạ. Thôi thôi bây giờ chị nói chị biết hát, chị hát tặng cô Năm đi. Cho cô Năm vui được không? Em đâu có thuộc. Không có thuộc hả? Dạ. À. Quý quá luôn, từ Buôn Mê Thuột xuống đây luôn á cô chú anh chị. Mà đi chỉ có một mình thôi. Mà không biết đường đi, chị cứ là đi xe dạ. Thuê hả chị? Dạ. Thuê từ từ Buôn Mê Thuột xuống đây luôn hả sao? Là chị thuê xe từ Buôn Mê Thuột xuống đây luôn. Dạ, ở Sài Gòn, Sài Gòn. Sài Gòn ha. Dạ. Dạ. Em tới Sài Gòn được chở em xuống đây. Dạ. Quý quá luôn. Rồi ca dạ. Anh mà em biết ca lần đầu tiên chị tới đây thì chị dạ, thấy là em thấy mộ cậu Năm như thế nào chị? Chị có nhận xét gì như thế nào không? Anh Năm rồi, đi về cõi trời rồi. Rồi cõi trời rồi. Dạ. Đưa tiễn ảnh như vậy mà còn hơn lòng vòng thượng đế như thế này cả nước mà nó tưởng ảnh là đức độ của anh nhiều lắm. Dạ. Dạ anh đi về cõi trời rồi. Cho anh có ở cõi trần này. Mọi người đang hướng về cậu Năm ha cậu. Dạ. Tấm ảnh nào cũng đẹp hết. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Tên gì ta?
Tên thật là Võ Văn Ngoan. Dạ. Dạ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sinh năm 1958, dạ, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 và được an táng tại đây là ngày 9 tháng 3 năm 2023. Bữa nay cũng được 50 mấy ngày, 52, 53 ngày gì phải. Dạ. Dạ. Tại con mắt em để em đi đám kia về rồi nó bị một cái hộp tới giờ nó chưa lành em dám đi á. Dạ. Trời đó nó mọc nó hết lâu quá em lại đi. Dạ. Thật sự rất là quý và rất là nể phục tấm lòng của chị Tường Buôn Mê Thuột mà một mình mà mướn xe đi vào đây để viếng cậu Năm, thật sự rất là quý luôn. Xuống đây mà nhìn mà thấy nghẹn ngào, chị nói những chị đúng là một người Phật tử thật sự. Là nãy giờ chị vào đây á, thì chị có nói toàn là những cái về nhân quả thôi, cầu nguyện cho cậu Năm thôi. Chị nghĩ là cậu Năm là một người tiên chứ không phải người phàm đâu chị ha. Anh Năm chị lưu lạc mê chơi 65 ngày của trên đó, dạ, của trời đó, là 65 năm của cõi ta bà của mình. Rồi chị nghĩ theo như cậu Năm bây giờ đi rồi thì sẽ quay lại không chị? Anh Năm trong vòng 49 năm ngày là anh Năm đi về với Phật luôn rồi. Rồi. Rồi sau này chị nghĩ cậu Năm sẽ quay lại hát cho mọi người nghe nữa không? Nếu có duyên. Nếu có duyên ha. Dạ. Dạ. Chứ anh Năm là người cõi trời mà. Dạ. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại ha. Dạ anh Năm ơi, em nếu có kiếp sau anh có đầu thai về đây hát một bộ em. Em hứa kiếp sau em sẽ gặp anh Năm ngoài đời, chứ em không có phải như vậy trong hình trong ảnh nữa. Giờ chỉ là ký ức thôi. Wow. Chỉ là ký ức mà em nhớ anh thôi, chứ em chưa bao giờ em ước được gặp mặt anh. Trời, chị nói những lời thật sự. Em ở xa quá. Dạ. Anh Năm thì cứ ở miền Nam với miền Tây không à. Dạ. Không có về miền Trung của em. Dạ. Nên không có gặp được hả chị ha? Dạ. Em không có đầy đủ nhân duyên thích đấu để gặp anh ngoài đời. Dạ. Đây chị chụp ảnh này em chụp cho. Dạ. Đưa điện thoại để em chụp cho chị làm kỷ niệm ha. Dạ. Con mắt nó lâu hơi lành quá, em cũng đi được cả chục ngày nay nè. Chị đi hồi nào mà giờ mới tới nè chị? Dạ em đi từ sáng rồi. Rồi. Dạ. Được chưa em? Rồi rồi chị đổi đi chị. Chị cứ chị tập chụp với cậu Năm mỗi mỗi tấm hình một bôi ha. Rồi. Rồi mình đi viếng cậu Năm, như khi nào mình quay trở lại chị, quay trở về nhà. Dạ, một xíu nữa mình sẽ quay về lại Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột hả chị? Dạ, em về chùa Hiệp Pháp. Chùa Hiệp Pháp? Dạ. Ở đâu vậy? Ở đường Chùa Hoàng Pháp, Hóc Môn ha? Dạ. Hoàng Pháp á? Dạ. À, chị là chị một xíu nữa chị về chùa Hoàng Pháp. Chị rất là tốt luôn, chị từ Buôn Mê Thuột. Lung linh sắc màu cả nhà. Thì đó là những cái gì mà chị chia sẻ qua. Chị nghĩ là cậu Năm là một người gọi là cõi tiên, cõi Phật. Sau khi mà gọi là dạo chơi ở trần gian xong thì cậu Năm sẽ về. Thật sự chị là một người Phật tử, chị nói có rất là chí lý luôn cả nhà. Thời gian đến thăm anh em tiếp. Xin năm năm sống không thất thiên. Anh Năm đi theo Đức Phật A Di Đà để được siêu sanh độ thoát khỏi trần khổ lắm. Cứ vui cho mấy rồi thì cô nào cũng sẽ tàn. Cô tế bà rất là khổ. Duyên kiếp sau, anh Năm nếu có duyên đầu thai lại đem lời ca tiếng hát phục vụ cho dân chúng. Nếu có kiếp sau anh Năm phải gặp em một đời nha. Đừng như giờ em chỉ nhớ vào ký ức thôi. Xin tính tận.
quá quý luôn. Cái gác đó để đến lát em bỏ nha. Để lát em bỏ cho chị cứ về đi ạ. À. Dạ rồi rồi rồi. Dạ dạ em cảm ơn chị. Dạ dạ. Rồi chào chị nha. Rồi em chào chị. Đi bằng xe. Dạ. Rồi em chào chị, em chúc chị sức khỏe nha. Dạ dạ. Chào chị. Rồi cả nhà ơi, chị cũng về rồi. Chị trước khi tới thì cũng thắp hương khấn nguyện cho cậu Năm Vũ Linh. Rồi trước khi về thì chị cũng chào cũng như là tạm biệt cậu Năm. Thì đó là những gì chia sẻ của buổi trưa hôm nay mà tại mộ cậu Năm. Rất là vắng vẻ, tự nhiên có một khán giả tới là một vị khách ở Buôn Mê Thuột, là một chị gái rất là xinh đẹp luôn, tới cầu nguyện coi như là nói những lời rất là hay về đạo Phật, về luân hồi nhân quả. Có lẽ là em xin tạm dừng cái video này ở đây, hẹn cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo và xin chào tạm biệt. Cảm ơn cô chú anh chị và rất là nhiều, chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nha. Ok, ngồi xuống lại đi.